Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, chuyện tình báo xin gửi đến toàn thể các bạn đến với câu chuyện về vụ tập kích Sơn Tây mà CIA đã không qua mắt được mạng lưới tình báo của Việt Nam. Vụ tập kích Sơn Tây là vụ tập kích cứu tù binh phi công Mỹ bị giam giữ ở Sơn Tây đã nằm trong số những hồ sơ lưu trữ tuyệt mật của quân đội Mỹ một thời. Đây là một kế hoạch được người Mỹ chuẩn bị hết sức công phu, tốn kém, với sự tham gia của rất nhiều quan chức chóp bu trong bộ máy chiến tranh khổng lồ của một cường quốc quân sự. Vào cuối tháng 11 năm 1970, quân đội Mỹ đã sử dụng một số lượng lớn máy bay trực thăng, máy bay vận tải cùng hàng trăm máy bay phản lực chiến đấu khác hộ tống, phối hợp để đưa một đơn vị đặc nhiệm đến Sơn Tây nhằm giải thoát cho gần 100 phi công Mỹ là tù binh bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nam. Những vị khách không mời rơi xuống Việt Nam bị bắt buộc phải bay trên bầu trời đầy lửa đạn phòng không của miền Bắc nước ta, may mắn thoát chết xuống được đến đất, những phi công Mỹ trở thành vị khách không mời rơi xuống Việt Nam. Theo giáo sư Benjamin, một sĩ quan cao cấp của lầu năm góc thống kê 85% phi công Mỹ đã bay trên 15 phi vụ ném bom vào miền Bắc, họ đã gây ra không ít tội ác trước khi số phận được quyết định đến an dưỡng tại nhà tù hỏa lò của Hà Nội. Ever Andvet, trung úy hải quân là một trong những người nổi tiếng nhất nước Mỹ trong những năm cuối thập niên 60, nhưng không phải anh ta đã có một hành động anh hùng, một khả năng phi thường hay một chiến tích oanh liệt nào đó. Mà đơn giản, Ever chính là thành viên phi công Mỹ đầu tiên bị lực lượng phòng công Việt Nam bắn rơi và bị bắt làm tù binh. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, sau sự kiện vị Bắc Bộ do Mỹ cố tình dựng lên, theo lệnh của Tổng thống Johnson, Ever Anvet đã lái chiếc máy bay A4D, được mệnh danh là chim ưng nhà trời, đi ném bom Quảng Ninh và Hải Phòng trước lưới lửa phòng không dày đặc, hai chiếc phi cơ hiện đại của phòng không quân Mỹ đã trúng đạn và bốc cháy. Ever bị tóm cổ ngay tức khắc khi thoát khỏi cái lò lửa ngùn ngụt nhảy dù xuống biển. Năm đó Ever Anvet mới 26 tuổi, phải ngồi trong buồng giam số 6 hỏa lò gần 10 năm. Anh là người có thâm niên tù binh cao nhất ở Việt Nam và bị bắt giam chưa được bao lâu. Anh ta đã phải giờ khóc, giờ cười khi nhận được tin cô vợ trẻ của mình ở Mỹ đòi tòa án ly dị với chồng để đi tìm hạnh phúc mới. Richard là một trong 61 phi công Mỹ bị Việt Nam bắt vào năm 1961. Máy bay của anh ta bị bắn rơi vào ngày 24 tháng 7 năm 1965, khi nhảy dù xuống đất thì bị bắt sống. Đây là lần thứ hai Richard là tù binh lần đầu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Anh ta là phi công lái máy bay B-17 và bị bắn rơi trong chuyến công vụ đầu tiên tại mặt trận Đức. Richard đã phải nằm ở trại giam Đức Quốc xã 9 tháng. Nhưng đó là trại giam của bọn phát xít và anh ta đã chiến đấu trong lực lượng của quân đồng minh. Khi sang Việt Nam, Richard lái chiếc F-105 được mệnh danh là Thần Sớm đã bị bắn rơi, bị bắt làm tù binh ngày thứ ba sau khi đến chiến trường này. Cho mãi đến năm 1973, sau khi được trao trả, anh ta đã chua chát, thú nhận. Tôi chỉ thực nghiệm vài giờ bay chiến đấu theo mệnh lệnh của cấp trên, còn sau đó thì làm tù binh gần 10 năm trời. Hình ảnh của không lực Hoa Kỳ sẽ kiêu hùng hơn nếu không có những chiếc máy bay bị lưới lửa phòng không Việt Nam bắn rơi và những tù binh như chúng tôi. James Robinson, So với Trung tá Richard, cuộc đời cầm lái của Trung tá Jim có vẻ oanh liệt hơn. Là một người hùng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên với 109 phi vụ thành công và hơn 3.000 giờ bay chiến đấu, Robinson đã bắn hạ được 8 phi cơ của đối phương trong các cuộc không chiến ác liệt. Nhưng khi sang đến Việt Nam, mới bay đến phi vụ thứ 5 thì anh ta đã bị bắn cháy. Robinson lái máy bay lao vào biển và nhảy dù xuống nước. Đến ngày 16 tháng 9 năm 1965, Robinson lái chiếc thần sấm F-105D xa vào lưới lửa phòng không của bộ đội Việt Nam tại đất đò lèn Thanh Hóa. Sau khi thú nhận hết tội lỗi của mình đã gây ra cho nhân dân Việt Nam trước các nhà báo, anh ta đã nằm an dưỡng trong trại giam 7 năm rưỡi cho đến khi được trao trả. Một điều cần phải nói thêm là khi bộ đội việt nam bắn rơi và khi bị bắt làm tù binh người hùng mỹ này đã khai báo ngoan ngoãn và thành khẩn đến mức ngạc nhiên nghe nói sau ngày được trao trả anh ta quay lại tiếp tục phục vụ trong quân đội mỹ và còn được vinh danh thăng cấp đến thượng tướng john mccain trong số các vị khách không mời từ trên trời rơi xuống không thể không kể đến một nhân vật khá đặc biệt một cậu ấm của quân đội mỹ đó chính là thiếu tá hải quân John McCain, con trai của đại tướng John McCain III. Máy bay của cậu ấm này đã bị lưới lửa phòng không thủ đô bắn trúng, rơi thẳng đứng xuống nhà máy điện yên phụ. Cậu ấm bị thương rất nặng, nhưng đã kịp nhảy dù và rơi tõm xuống hồ trúc bạch. Khi người ta kịp tới để vớt lên, cậu ấm chỉ còn thoi thóp như một cái xác không hồn. 3 tháng sau, ngày mắc con bị bắn rơi McCain bố được Tổng thống Hoa Kỳ quyết định thăng chức đô đốc chỉ huy trưởng các lực lượng tác chiến khu vực Thái Bình Dương để tiếp tục tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. McCain còn được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước Việt Nam, được chăm sóc thuốc men theo chế độ đặc biệt. Và 9 tháng sau, tháng 7 năm 1968, anh ta được trao trả về phía Mỹ. Sau ngày được trao trả, McCain đã trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ thậm chí còn là ứng cử viên tổng thống. Ngài thượng nghị sĩ John Sidney McCain cũng đã nhiều lần trở lại thăm Việt Nam, thăm lại nơi mình đã bị bắn rơi và cả phòng giam của mình đã nằm những ngày tháng đằng đẵng Và còn nhiều, rất nhiều những vị khách không mời từ trên trời rơi xuống nữa. Tới cuối năm 1968, tổng cộng đã có 356 phi công của Mỹ bị ta bắt làm tù binh. Phía Mỹ công bố, ngoài số may mắn được phía Việt Nam bắt đưa về trại giam, đã có 927 phi công khác bị chết khi thi hành nhiệm vụ. Cuối tháng 11 năm 1970, quân đội Mỹ đã sử dụng một số lượng lớn máy bay trực thăng, máy bay vận tải cùng hàng trăm máy bay phản lực chiến đấu khác hộ tống, phối hợp để đưa một đơn vị đặc biệt đến Sơn Tây nhằm giải thoát cho gần 100 phi công Mỹ là tù binh bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nam. Vậy tù binh phi công Mỹ đã báo cho lầu năm góc nơi họ bị giam giữ ở sân Tây bằng cách nào? Đó là một câu hỏi rất đặc biệt. Sự nới lòng của trại giam, hy vọng cùng những nỗ lực tìm kiếm không ngừng ở phía Mỹ đã làm lóe lên niềm tin cho những vị khách không mời rời xuống Việt Nam. Xây dựng nhà giam hỏa lò những kiến trúc sư người Pháp đã góp phần vào chiến thắng không lực Hoa Kỳ của Việt Nam. Các phi công Mỹ đã gọi hỏa lò bằng một cái tin rất Mỹ, khách sạn Hilton, Hà Nội hay khách sạn Vỡ Tim. Thị xã Sơn Tây cách Hà Nội khoảng 40 km về phía Tây, người Mỹ sẽ không bao giờ để ý và quan tâm đến nơi đây nếu không có một trại giam nhỏ, trại giam hy vọng. Cuối tháng 12 năm 1968, Thiếu tá không quân Emo Baker cùng 11 tù binh khác được di chuyển từ khách sạn Vỡ Tim đến trại giam Hy Vọng. Khi đã nằm im trong căn buồng giam vắng lặng, Baker nghĩ ra cách đánh móc gõ vào tường để liên lạc với những tù binh phòng bên cạnh. Anh ta tự giới thiệu về mình và có được khá nhiều thông tin về những bạn tù xung quanh. Một điều đặc biệt là các tù binh ở đây vẫn có điều kiện tiếp xúc với nhau ban ngày họ thường được giao cho làm những việc lặt vặt ngoài sân trại như đập gạch đào rãnh chuyển vật liệu xây dựng chiều tối họ được tự do đánh bóng chuyền bóng rổ và chơi thể thao lợi dụng sự nới lỏng của trại giam hy vọng các tù binh mỹ ngày càng tăng lên họ đã bí mật tập hợp nhau lại thành từng nhóm từ những âm thanh bắt buộc buồn tẻ và đơn điệu bạch cơ đã biến chúng thành tiếng móc thông báo tin tức và trò chuyện với những tù binh khác. Công việc lao động của các tù binh phi công Mỹ ở trại hy vọng không vất vả nhưng cũng chẳng có gì thú vị. Ước mơ lớn nhất của các tù binh nơi đây là được trở về đoàn tụ với gia đình. Lợi dụng việc chôn cột bóng truyền để trèo lên cao, đại úy Richard Beckerman phát hiện ra trại hy vọng nằm biệt lập giữa cánh đồng rất xa khu dân cư. Cùng các tù binh khác, họ đã lóe lên hy vọng có thể được giải thoát bằng cách báo cho máy bay trinh sát của quân đội mỹ thông qua những tín hiệu bằng hình ảnh bất thường khi phơi quần áo sau lúc tắm giặt họ nghĩ cách để tạo thành những vết tắt như sos tức cấp cứu k hãy đến cứu chúng tôi hay sát tìm và giải thoát để các chuyên gia nghiên cứu chụp ảnh từ máy bay dễ nhận thấy nhất Trại tù binh phi công Mỹ được phát hiện như thế nào? Vào tháng 10 năm 1966, sau hơn 2 năm tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, lực lượng không quân Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề. Phía Mỹ đã có 264 phi công bị bắn rơi, nhưng một điều đáng lo ngại là trong số đó chỉ có một người may mắn được với Việt Nam bắt sống, số còn lại được coi như đã mất tích trong lúc thi hành nhiệm vụ trước sự thúc ép của gia đình các phi công bộ quốc phòng mỹ đã tổ chức một cuộc họp bất thường nhằm tìm ra phương pháp hữu hiệu thu thập thông tin về tù binh phi công mỹ bị bắt và mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ cuộc họp đề ra trước mắt có hai việc cần làm ngay thứ nhất xác định danh sách những phi công sau khi bị bắn rơi đã bị bắt làm tù binh thứ hai xác định được vị trí những trại tù binh phi công để đưa chúng ra ngoài mục tiêu ném bom bắn phá của quân đội mỹ họ rất sợ dư thừa bom đạn nên không kéo sẽ xảy ra chuyện gậy ông đập lưng ông và sau này chính sợ hãi của người mỹ đã được phía việt nam tận dụng để tương kế tiệu kế dùng nơi giam giữ phi công mỹ để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu nhất cũng từ đó những cuộc họp có nội dung như trên thường xuyên được tổ chức hàng tuần tại trung tâm không quân của lầu năm góc. Chủ tọa các phiên họp này do CIA, cục tình báo Trung ương Mỹ và DIA, cục tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ phối hợp. Và trong một cuộc chạy đua này, một đơn vị tình báo hoạt động trên mặt đất của Không quân Mỹ mang bí số 1127 đã về đích đầu tiên. Tại đơn vị đặc nhiệm 1127, trong khoảng thời gian những năm 1966-1970, các chuyên gia đã phân tích Xử lý hàng núi tài liệu tình báo được thu thập bằng rất nhiều nguồn từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Đến cuối năm 1968, các chuyên gia Mỹ đã cho rằng có một trại tù binh phi công cách Hà Nội vài chục cây về phía tây, song không thể xác định được vị trí cụ thể của trại tù binh này. Ngày 9 tháng 5 năm 1970, Colin Bell, một chuyên viên kỹ thuật tình báo đã khám phá ra điều nóng hổi mà cả cơ quan tình báo Mỹ mong chờ, có ít nhất hai trại giam tù binh phi công Mỹ tại phía Tây Hà Nội. Một trong hai trại đó nằm ở thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 40 cây số. Sau khi phân tích, so sánh rất nhiều các bức không ảnh cũ và mới, chắp nối và tổng hợp lại, các chuyên gia đã có một sơ đồ thực sự để nhận biết và có kế hoạch giải thoát cho tù binh vậy ai sẽ giải cứu cho tù binh phi công mỹ và giải thoát bằng cách nào sau khi phát hiện tù binh phi công mỹ đang được giam giữ ở sơn tây việc xác định tìm kiếm đã thành công vấn đề còn lại phía mỹ là tìm cách giải thoát cho họ ra khỏi trại giam đó phía mỹ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao phía việt nam không giam giữ tù binh ngay tại hà nội cho dễ quản lý Tại sao họ lại đưa các tù binh phi công lên mãi sơn Tây, một nơi hẻo lánh như vậy? Phải chăng đây chỉ là sự vô tình hay là một cái bẫy cố ý? Để có đáp án cho câu hỏi trên, Thiếu tướng James Allen đã liên lạc với SACSA. Đây là một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ chống phiến loạn và hoạt động đặc biệt, phụ tá đặc biệt của SACSA. Đó là Thiếu tướng Donald Blackburn, Blackbun có một tiểu sử binh nghiệp khá đặc biệt. Sinh trưởng tại bang Florida, trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Blackbun có công tổ chức và chỉ huy một đơn vị du kích Philippines chiến đấu chống lại quân đội phát xít Nhật cho đến ngày thắng lợi. Trở về nước, Blackbun đeo lon đại tá khi mới 29 tuổi, là một sĩ quan có uy tín và từng trải trong quân đội Mỹ. Năm 1957, Blackbun đã từng được cử sang Việt Nam. Làm cố vấn cao cấp cho một viên tướng ngụy Sài Gòn Năm 1960, Blackburn được Tổng thống Mỹ John Kennedy Giao nhiệm vụ tổ chức một nhóm quân sự tại Lào Và chính tại đây, Blackburn đã gặp Simon Người sau này đã được ông ta tiến cử với Lầu Năm Góc Để chọn làm chỉ huy cuộc tập kích phi công Mỹ tại Sơn Tây Dưới quyền chỉ huy của phụ tá đặc biệt Còn có một nhân vật khá đặc biệt là Đại thá Mayer chuyên viên điện tín bí mật, đồng thời cầm đầu một bộ phận hoạt động đặc nhiệm của SACSA. Ngày 25 tháng 5 năm 1970, tướng Alan đã có một cuộc bàn bạc với tướng Blackburn và đại tá Mayer. Trong cuộc bàn bạc, Allen đã hỏi Blackburn liệu có thể cử một toán điệp viên đến vùng Sơn Tây trước được không? Bọn họ sẽ có nhiệm vụ xác minh các kết quả làm việc của 1127 trên địa bàn thực tế. Sau đó có thể làm lót ổ trước. Blackburn đã phủ nhận ý kiến đó. Allen tiếp tục đưa ra. Vậy nếu ta sử dụng một căn cứ của CIA tại Bắc Lào, rồi dùng trực thăng đưa một toán nhỏ lực lượng đến sân Tây. Blackburn tán thành nhưng có rất nhiều giả thiết được đặt ra. Ví như nếu toán điệp viên được lót ổ trước, phát hiện ra tù binh, và điện lại cho trực thăng đến, thì cuộc hành quân phải được thực hiện rất nhanh và nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu toán điệp viên bị lực lượng an ninh Việt Nam tóm cổ trước, thì phía Mỹ sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động này bởi những bài học cay đắng. Yếu tố bất ngờ sẽ khiến cho quân Bắc Việt ở sân Tây không kịp phản ứng. Tuy nhiên, để có thể chiến đấu chống lại, phía Mỹ cần có một lực lượng đủ mạnh được tuyển chọn chu đáo, tập luyện kỹ càng và được trang bị đầy đủ và thiện chiến nhất. Ý tưởng táo bạo của Blackbull dường như đã chinh phục được Allen. Tại sao chúng ta chỉ muốn giải thoát cho một nhóm mà không quan tâm đến cả trại? Nếu điều kiện cho phép, lợi dụng vị trí khá hẻo lánh và sơ hở của trại giam Hy vọng, Allen cho rằng có thể tiến hành một trận tập kích bất ngờ vào trại Sơn Tây và bốc tất cả đi bằng trực thăng. Cũng ngày 25 tháng 5, Blackburn và Mayer đã xin được gặp tướng 4 sao Wheeler, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân từ năm 1964. Sau khi thuyết trình xong, được bật đèn xanh, kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía trung tướng Donald Bennett, giám đốc cục tình báo quân đội Mỹ DIA. Ngày 27 tháng 5, Blackburn và Mayer đến gặp trung tướng John Voss chỉ huy cơ quan hỗ trợ tác chiến của lực lượng không quân Mỹ. Ông này đã thốt lên. Lạy chúa, thế bao giờ anh báo cho chính phủ biết về công việc quan trọng này? Ngày 1 tháng 6 năm 1970, Trung tướng John Vought và tướng Bennett cân nhắc, bàn bạc rất kỹ phương án được nêu ra với những tình huống rất cụ thể trong việc tập kích giải thoát tù binh Mỹ. Sau rất nhiều lần thuyết trình với các đơn vị liên quan, Hội đồng Tham mưu trưởng các phụ tá tham mưu. Cuối cùng, ngày 17 tháng 7 năm 1970, bản báo cáo kế hoạch đã hoàn chỉnh, đã được đặt lên bàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Mặc dù lo ngại về độ chính xác của tin tức tình báo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn đưa ra lệnh tiếp tục triển khai kế hoạch. Phía Mỹ tính toán rằng nhanh nhất cũng phải mất 30 phút trong điều kiện ban ngày bình thường. Các đơn vị cơ động tác chiến mới đến được trại tù binh nếu cuộc đổ bộ xuống sân trại chót lọt, tốt biệt kích sẽ xông vào khu giam giữ để bảo vệ tù binh. Thực tế, biệt kích Mỹ đã triển khai bản kế hoạch tuyệt mật ấy ra sao? Theo kế hoạch, đội quân biệt kích chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian 26 phút, nghĩa là trước khi lực lượng bộ đội của ta ở thị xã Sơn Tây có thể vào tới khu vực trại giam thì quân biệt kích Mỹ cùng các tù binh vừa được cứu thoát đã cao chạy xa bay. Thực tế biệt kích Mỹ đã triển khai kế hoạch này ra sao? Ngày 1 tháng 8 năm 1970, thiếu tướng John Mano, tư lệnh lực lượng hành quân đặc biệt tại căn cứ không quân Elin thuộc bang Florida, được triệu tập về Washington cùng với đại tá bộ binh Simon nhận nhiệm vụ mới. Mano và Simon đã làm quen với nhau trên chặng đường bay cùng về Washington nhưng họ không hề biết rằng mình đã được chọn làm nhân vật chính của Bộ Chỉ huy Hành quân tập kích vào trại tù binh Sơn Tây, gây chấn động nước Mỹ sau gần 4 tháng nữa. Cùng được chọn vào Bộ Chỉ huy, cuộc hành quân này còn có một trung tá quân y khá kỳ quặc, John Catado. Tướng Mano được Lầu Năm Góc chỉ định làm tư lệnh chỉ huy cuộc tập kích vào Sơn Tây. Tại tá Simon làm phó tư lệnh, trực tiếp huấn luyện toán biệt kích đổ bộ và cầm đầu toán quân này bay đến sân Tây để giải cứu các tù binh. Trung tá Catador đặc trách về công tác huấn luyện tự cứu cho đơn vị đổ bộ và lo chuẩn bị mọi phương tiện vật chất để chạy chữa cho tù binh trên đường trở về. Việc tuần lựa nhân viên tham gia vào cuộc hành quân được bộ ba Mano, Simon và Catador tiến hành tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Họ được kiểm tra lý lịch, trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, sức khỏe, kinh nghiệm chiến đấu và các yếu tố tâm lý khác. Điều đặc biệt là tất cả số nhân viên này đều được tuyển chọn trên cơ sở tự nguyện. Gia đình của các binh sĩ cũng chỉ được biết một cách mơ hồ và chung chung là người thân của họ sắp phải thi hành một nhiệm vụ đặc biệt và phải xa nhà từ 3 đến 6 tháng. Mano là người trực tiếp tuyển chọn các phi công tham gia cuộc hành quân. Những viên phi công được chọn vào phi hành đoàn đều đã có ít nhất hàng nghìn giờ bay chiến đấu cùng hàng trăm cuộc tiếp cứu các phi công bị bắn rơi tại vùng Đông Nam Á. Trong đó có tới 15 sĩ quan từ cấp úy đến cấp tá cùng 85 hạ sĩ quan và binh sĩ trong một đơn vị mũ nổi xanh. Vào trung tuần tháng 8 năm 70, một thông điệp của Bộ Tổng Tham mưu Hỗn hợp Quân đội Mỹ do Mayer soạn thảo và tướng Moore ký thông báo. Có một toán hành động cấp thời đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Mano và đại tá Simon đang thực thi một nhiệm vụ đặc biệt. Chiến dịch này tuyệt mật và được ngụy danh bằng một cái tên khá thờ mộng là Bờ Biển Nga. Kế hoạch cụ thể của chiến dịch Bờ Biển Nga chỉ có một vài nhân vật chóp bu như Tổng thống Nixon, Cố vấn An ninh Kissinger và mấy bộ trưởng bộ quan trọng được biết. Tất cả các nhân viên và phi đoàn bay được đưa đến huấn luyện tại căn cứ Fort sau được chuyển tới Elin. Đây là một vùng đất rộng lớn khoảng 460.000 ha, nằm ở phía bắc của bang Florida. Đây cũng là nơi tập duyệt của trung tâm huấn luyện cấp cứu và tìm lại bằng máy bay của quân đội Mỹ USAF. Hồ sơ mục tiêu của Sơn Tây đã được chất đầy trong các ngăn tủ của Bộ Chỉ huy Hành quân của cuộc tập kích. Ngoài những bức ảnh, tướng Blackburn và Mayer còn cho dựng lại cả sa bàn khu vực trại giam, đồng thời phóng và vẽ tấm bản đồ về mục tiêu cực lớn. Nó được in sao cẩn thận, nhưng chỉ có vài bản. Simon cho rằng huấn luyện cả trăm quân tập kích một vùng đất xa lạ và nguy hiểm chỉ với hai loại bản đồ và sa bàn chính vì vậy ông ta đã đề nghị cho xây dựng một mô hình trại giam sơn tây với tỷ lệ 11 giống y chang như thật để phục vụ cho tập luyện để che mắt các thiết bị vệ tinh tình báo kỹ thuật của liên xô mỹ sử dụng vật liệu nhẹ để xây dựng mô hình mô hình mang tên một cô người mẫu nổi tiếng của mỹ thời đó là barbara có thể nhanh chóng tháo rỡ một cách dễ dàng và cất giấu đi. Có một mô hình hoàn chỉnh, các chuyên gia đã phải sử dụng tới 710 chiếc cọc gỗ và 1.500 vải bạt, mỗi vải bạt bằng 0,914 mét. Cột cờ và những chiếc cột điện ở trại tù binh được dựng lên trong mô hình với kích cỡ đúng như thực tế. Thậm chí, một số cây to được đào cả gốc lên về trồng tại mô hình của trại tù binh. Tướng Manor nói, tuy là kiến trúc tạm thời, nhưng mô hình này cũng đủ để cho những người lính có một cảm giác xác thực là họ sẽ thấy những điều gì và họ biết mình sẽ phải hành động ra sao khi tới một mục tiêu có địa hình tương tự. Đến ngày 20 tháng 8 năm 1970, cuộc tập luyện của khu quân Mỹ và toán hành động hỗn hợp cập thời bắt đầu. Hàng ngày, Simon bắt tất cả 103 quân tình nguyện ôn lại những bài học cơ bản của lính mỹ đeo ba lô cùng vũ khí trang bị chạy bộ mấy cây số đường dài ngoài ra họ còn học thêm cách định hướng máy bay trực thăng cách truyền tin liên lạc đột kích cách phá các loại khóa và cửa cách vượt ngục và xen lẫn kết thúc cuối ngày là tập điền kinh simon muốn tất cả những binh lính trong đơn vị biệt kích của ông đều phải vừa có sức tuyệt vời lại vừa thiện chiến không thể chê vào đâu được việc tập luyện cho các phi công trong đoàn là khó khăn và phức tạp nhất để tránh bị radar phát hiện và sự trừng trị của lực lượng phòng công miền bắc việt nam mano đã yêu cầu các phi công phải bay thấp sát ngọn cây và ngoằn ngoèo dưới thung lũng các dãy núi trong nhiều giờ liền hơn nữa họ toàn tập bay ban đêm dưới ánh trăng mờ và không được sử dụng vô tuyến liên lạc nghĩa là bay trong im lặng với đội hình sát nhau. Chỉ cần một sai sót nhỏ là máy bay có thể va vào nhau, húc vào núi hoặc rơi xuống nơi lởm chởm đất đá của vùng Bắc tiểu bang Georgia. Trong kế hoạch của chiến dịch bờ biển Nga, Mano và Simon sử dụng tới 3 chiếc C-130 tham gia vào cuộc tập kích. Các chuyên gia đã tính toán rằng tốc độ thường khi bay thấp của một chiếc C-130 là 250 km, nhưng để phục vụ cho việc tập kích Sơn Tây, các phi công phải ép tập bay với tốc độ 105 km, gần như mất hết tốc lực nên cả nguy hiểm. Ngày 28 tháng 9 năm 1970, toán hành động hỗn hợp cấp thời bắt đầu phối hợp giữa bộ binh và không quân luyện tập tấn công. Mỗi ngày họ thực hiện 3 cuộc đổ bộ bằng trực thăng và đêm đến lại thêm ba cuộc như vậy. Simon đã cho người của ông ta tập luyện nhiều đến mức những lính Mỹ trong đơn vị biệt kích này đều thuộc lòng cấu tạo của mục tiêu cần tấn công. Nếu như có bịt mắt lại, họ vẫn có thể bắn trúng đích theo lệnh của chỉ huy. Đêm ngày 6 tháng 10 năm 1970, tướng Mano và đại tá Simon tổ chức một buổi tổng diễn tập cuối cùng có bắn đạn thật trước sự chứng kiến của Black và Mayer. Cũng trong thời gian này, Trung tá Catado rất bận rộn với vất vả các công việc chuẩn bị vũ khí, trang bị và hậu cần cho cuộc tập kích. Đó là những khẩu súng trung liên M60, bắn đạn 7,62 ly, súng chống tăng loại 66 ly cỡ nhẹ, những khẩu K15 rất nhỏ, nhẹ, bắn gấp, súng phóng liệu đạn M79 một số mìn sát thương và những túi chất nổ có sức công phá cực mạnh. Những ống kính ngắm đặc biệt giúp người sử dụng nó có thể nhìn rõ mục tiêu ngay cả trong đêm tối. Chiến dịch bờ biển Nga đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Lầu Năm Góc đã nhận được tin cuộc tập kích Sơn Tây thất bại như thế nào? Lính biệt kích đã làm gì trong đêm Sơn Tây? Ngày 18 tháng 11 năm 1970, Đô đốc Moore, chủ tịch hội đồng các tham mưu trưởng, đã thuyết trình cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon toàn bộ kế hoạch của chiến dịch bờ biển Nga. Moore hiểu rằng đây là ngày quyết định cuối cho cuộc tập kích giải cứu tù binh phi công Mỹ ở trại tù binh Sơn Tây có được thi hành hay không. Quyết định cuối cùng cho chiến dịch bờ biển Nga. Dù đã biết trước kế hoạch trong cuộc làm việc bí mật, với Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mờ vào chuyến thăm đi châu Âu, nhưng Nixon đã chăm chú lắng nghe và im lặng hồi lâu. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn với ông ta. Cuối cùng, sự phê chuẩn chính thức và quyết định tối hậu được đưa ra sau ý kiến của Cố vấn An ninh Tổng thống Kissinger. Ngày 8 tháng 10 năm 1970, tại văn phòng của Cố vấn An ninh Tổng thống Mỹ ở phía tây nhà trắng, Blackburn, Mano và Simon đã có một cuộc thuyết trình với Kissinger. lần lượt từng người Blackburn, Mano và Simon đã báo cáo phần việc do mình phụ trách. ngài tiến sĩ giáo sư nổi tiếng về tài diễn thuyết của trường đại học Harvard lắng nghe một cách thông minh. cuối cùng ông ta bật đèn xanh bằng ý kiến. các anh cứ làm bất kỳ điều gì xét thấy cần việc va chạm quốc tế đã có chúng tôi lo. Cuối cùng, Kissinger đã kết luận một câu đầy ý nghĩa cho việc này có được Tổng thống chấp thuận hay không. Thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả vì các vị đã có một trí tưởng tượng và nghĩ ra được một sáng kiến rất độc đáo. Chưa hết, vào ngày 2 tháng 11, nhóm Blackburn, Mano và Simon thuyết trình với đô đốc McCain và tham mưu trưởng của ông ta sau buổi họp, Macken đã dành ưu ái riêng chiếc máy bay đặc nhiệm của ông thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương để đưa ba thủ lĩnh vượt qua làn ranh giới đổi thay giờ giấc bay suốt 6.296 dặm đến Sài Gòn. Máy bay lần lượt đáp xuống Ireland rồi Philippines để lấy thêm nhiên liệu. Tại đây, họ đã thuyết trình cho tướng Abam, người thay thế tướng Westmoreland, chỉ huy bộ tư lệnh viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, MACV. Tổng thống Mỹ đã nghĩ gì và nói gì khi nghe thuyết trình? Do được chuẩn bị chu đáo, nên Đô đốc Moore ừ đã thuyết trình về kế hoạch của chiến dịch bờ biển Nga khá lưu loát và hấp dẫn. Moore ừ trình bày về đường bay của Simon cùng các đơn vị biệt kích từ Thái Lan đến thị xã Sơn Tây để tránh bị radar và lưới lửa phòng không miền bắc việt nam phát hiện các phi hành đoàn trực thăng mỹ sẽ phải luồn lách vòng vèo và tiếp dầu trên không ra sao cách xử lý nguy hiểm nếu bị phát hiện và bắn hạ trước khi đến được mục tiêu sẽ như thế nào đặc biệt là cách nghi binh của lực lượng hải quân mỹ sử dụng một số lượng lớn máy bay chiến đấu phát từ hạm đội ngoài khơi bất ngờ ồ ạt đánh phá cảng hải phòng khiến cho người ta nhầm tưởng rằng sắp có một cuộc đổ bộ vùng ven biển và lực lượng phòng không Việt Nam sẽ mất cảnh giác ở khu vực Sơn Tây. Các hoạt động quân sự nhằm hỗ trợ cho cuộc tập kích sẽ diễn ra trên một diện tích khổng lồ, khoảng 3 triệu dặm vuông ở khu vực Đông Nam Á. Lật đến tấm sơ đồ cỡ lớn vẽ chi tiết toàn bộ trại tù binh Sơn Tây, đô đốc Ơ ừ đã trình bày cặn kẽ trong mơ hồ của Tổng thống Nixon. chạy hy vọng ở Sơn Tây là nơi duy nhất được cả DIA và CIA xác nhận hiện đang giam giữ tù binh phi công Mỹ ở ngoại biên Hà Nội. Theo chúng tôi biết, hiện có khoảng 70 tù binh Mỹ. Trong số này có 61 người đã xác nhận được họ tên chức vụ cấp bậc. Về thành phần 43 người của không quân, 14 người của hải quân và bốn người của Thủy quân Lục Chiến, sĩ quan trưởng nhóm của những tù binh này là Trung tá Hải quân Râu. Ông này được phong đại tá ngay sau khi bị bắt. Richard Nixon đã tỏ ra xúc động trước những thông tin cụ thể trên mà Lầu Năm Góc thu lượm được. Mờ hiểu điều đó và ông ta càng tự tin hơn trong giọng nói. Thưa Tổng thống, về lực lượng của phía Bắc Việt bảo vệ Sơn Tây, khoảng 12.000 quân, có thể gây thiệt hại cho đơn vị tập kích. Nhưng trong số này, phân tán ở nhiều nơi và nhanh nhất cũng phải 30 phút họ mới có thể tiếp ứng cho trại tù binh được. Ông nhấn mạnh, trong năm nay chỉ còn thời điểm này, từ 20 đến 25 tháng 11 thuận lợi nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phải đợi đến tháng 3 sang năm. Sau rất nhiều giải trình với sự ủng hộ của Cố vấn An ninh Kissinger và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lirut, Nixon đã gật đầu và thốt lên. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận một việc đáng làm như các anh đã giải công chuẩn bị mấy tháng nay? Ngay buổi chiều ngày 18 tháng 11 năm 1970, Richard Nixon đã đồng ý cho Bộ trưởng Quốc phòng lên thi hành cuộc tập kích và kế hoạch với mật danh Cỗ máy Kingpin chính thức bắt đầu hoạt động đúng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 11 tại Thái Lan, Mano và Simon đã có mặt tại phi trường Taki để đón các toán tập kích. Tại thời điểm đó, ngoài Mano và Simon ra, trong cả đơn vị biệt kích chỉ có 3 người nữa là Katado, Sino và Medao được biết mục tiêu của cuộc tập kích. Những người khác chỉ mơ hồ phỏng đoán là mình đang có mặt tại một địa điểm nào đó ở vùng Đông Nam Á. Theo lệnh của chỉ huy, họ được ngủ đúng 6 tiếng đồng hồ cho lại sức. Thời gian còn lại, họ được nhắc nhở về kỷ luật. Sau đó là ôn luyện các bài tập chiến đấu và chuẩn bị vũ khí trang bị. 18 giờ ngày 20 tháng 11, toàn đơn vị được biết sự thật. Chúng ta sẽ trực tiếp tham gia giải cứu 70 tù binh phi công Mỹ ở trại giam Sơn Tây mục tiêu nằm trong lãnh thổ Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 40 km về phía Tây. Dưới sự chỉ huy của tướng Mano, các toán tập kích được chuẩn bị 3 trong 5 chiếc trực thăng đang chờ sẵn. Cạnh đó là hai chiếc tải thương C-141 sẽ được sử dụng để chở tù binh khi đến Sơn Tây. 23 giờ 25 phút, từ Đà Nẵng, tướng Mano báo cáo về lầu năm góc. Chiếc trực thăng HH-53 cuối cùng mang theo các toán xung kích rời sân bay Udon lúc 23 giờ 18 phút. Kế hoạch kinh pin đã mở màn. Đoàn trực thăng biệt kích do một chiếc C-130 dẫn đường lầm lũi bay trong đêm. Simon ngồi trên chiếc trực thăng ngụy, ngụy danh là quả táo số 1. Những phi công trong phi hành đoàn không ngờ máy bay này của họ chỉ là một trong 100 chiếc đủ loại trực thăng C-130 A-1 F-105 được cất cánh từ 5 căn cứ không quân từ Thái Lan. 3 tàu sân bay tại Vịnh Bắc Bộ mà Lầu Năm Góc đã huy động tham chiến chiến dịch này. Và quy mô của chiến dịch diễn ra trên một vùng trời rộng lớn tới gần 300.000 km của Đông Nam Á. Việc phi công Donoho lái chiếc quả táo số 3 xác định được trại tù binh Sơn Tây với ba chiếc tròi gác rõ một một. Anh ta nói nhanh vào chiếc máy truyền tin. Chuẩn bị nổ súng, bắn. Sau khẩu lệnh ngắn gọn, chiếc quả táo số 3 rung lên. Hai khẩu súng máy được gắn hai bên nhà đạn một cách tàn nhẫn. Mấy gã xạ thủ reo lên, hò hét. Chúng rồi, sụp đổ hết rồi. Lái chiếc quả táo số 2 do đại tá Đích Mà Đào chỉ huy. Phi công Calen hết sức cố gắng. Sau nhiều lần va chạm, đã hạ xuống trại giam, giọng hồn hển gấp gáp trong chiếc loa. Mê Đào thốt lên. Chú ý, chú ý, chúng tôi là người Mỹ. Chúng tôi đến đây để giải cứu các anh ra khỏi chỗ này. Nhưng tuyệt nhiên không có sự hồi âm lại từ các tù binh. Chiếc thực thăng ngụy danh quả táo số 1 do Simon chỉ huy đã đổ bộ nhầm xuống trường đảng của tỉnh Sơn Tây. Trước khi rút ra ngoài, lính biệt kích Mỹ đã xả súng bắn chết 5 cán bộ ăn dưỡng khi họ đang ngủ và đốt phá cơ sở. Xem xét lại tình hình, theo đúng kế hoạch, Simon vội cho một tốp lính đi phá sập cầu sông Tích bằng thuốc nổ. Toán lính của Siro phá sụp trạm miễn thế và các cột điện gần đó, cắt hết điện lưới cung cấp cho trại tù binh và các khu vực xung quanh chưa hết. Trên đường tiến quân, lính của toán Simon còn đạp cửa xông vào một trong ba ngôi nhà dân hiếm hoi của cả vùng còn thắp điện sáng. Một người mẹ và ba đứa con nhỏ đang ngủ ngon, bỗng nghe tiếng súng, vội chui xuống gầm giường. Một lính Mỹ soi đèn pin và phát hiện họ. Họ đã bóp cò súng, bắn chọn một băng tiểu liên vào người phụ nữ và đứa trẻ. Bà Nguyễn Thị An, 48 tuổi và cháu gái Lê Thu Hương 12 tuổi chết ngay tại chỗ. Cháu gái Lê Thu Nga 15 tuổi và cháu trai Lê Việt Tuấn 9 tuổi bị thương rất nặng bởi trúng nhiều vết đạn. Cùng lúc đó, sau khi gọi lo phát thanh, Đích Mề Đào đã chỉ huy toán lính phá hỏa đột nhập vào từng buồng giam. Hầu hết các phòng đều trống không, nhưng trong một căn buồng nhỏ, toán biệt kích đã xả súng bắn chết 6 người đàn ông có nhiệm vụ trông coi trại giam sau khi tù binh đã di chuyển đi nơi khác tất cả đều kinh ngạc vì không có dấu hiệu nào chứng tỏ tù binh mỹ đang ở đích tân simon đã vào các buồng giam để kiểm tra lần cuối với một tâm trạng thất vọng và chán trường định mề đào gào lên trong máy không tìm thấy một tù binh nào cả một bức điện không có trong dự kiến đã được gửi cho tướng mano ở bộ chỉ huy của hành quân tại Đà Nẵng Tại sao tù binh phi công Mỹ Lại được chuyển khỏi trại giam Sơn Tây Trước khi vụ tập kích xảy ra Đó chính là câu hỏi Đã làm điên đầu các quan chức Chóp bu của Lầu Năm Góc Sau khi cuộc tập kích thất bại Khiến cho Tổng thống Mỹ Bị mang tiếng là tên dối lừa Trước dư luận Các tù binh phi công Mỹ Được sơ tán khỏi trại giam Hy vọng Do sự trùng lập tránh trận lụt hay do tình báo của Việt Nam đã phát hiện âm mưu của cuộc tập kích sơn tây trước khi vụ tập kích được tiến hành hàng ngày trại giam sơn tây vẫn liên tục được chụp không ảnh bằng máy thường vừa bằng tia hồng ngoại các bức hồng ảnh cho thấy rõ ràng là đang có người trong các phòng giam tuy nhiên loại phim chụp bằng tia hồng ngoại hồi ấy có nhược điểm là không phân biệt được thân nhiệt của người Việt Nam hay của người Mỹ. Về vấn đề này, Đô đốc Moore đã thú nhận. Các tin tức tình báo của chúng tôi rất chính xác, nhưng chúng tôi không thể xác định được tù binh Mỹ đang ở đâu khi họ liên tục bị di chuyển. Dù sao chăng nữa, thì chúng tôi vẫn phải quyết định đề nghị mở một cuộc hành quân giải cứu họ. Một số chuyên gia DIA cho rằng các tù binh phi công Mỹ được phía Việt Nam cho sơ tán khỏi trại giam Sơn Tây vì một lý do rất đơn giản một sự trùng lập hết sức tình cờ để tránh những trận lụt do hậu quả của hoạt động mưa nhân tạo nằm trong kế hoạch chiến tranh thời tiết của cia gây ra vì nguyên tắc bí mật nên các chuyên gia của chiến dịch bờ biển nga đã hoàn toàn không được cia thông báo về các chiến dịch hoạt động mưa nhân tạo nói trên chính vì thế đã xảy ra câu chuyện bi hài gậy ông đập lưng ông theo các thủ binh phi công Mỹ, sau này được trao trả kể lại những trận mưa liên miên suốt mùa hè năm 70 theo ý đồ của CIA đã khiến cho vùng đất này ngập lụt, nước sông Tích dâng lên sát hàng rào của trại giam, công việc đi lại tiếp phẩm hết sức khó khăn. Một số mái nhà cấp 4 của trại giam do sử dụng quá lâu bị xuống cấp đã trở nên rộn nát và hư hỏng nhiều. Một buổi trưa, tù binh được lệnh tháo gỡ các dây phơi quần áo, lưới bóng chuyền và các tư trang khác cùng những lợn gà xếp lên những chiếc xe tải nhỏ. Đêm hôm đó, tốp tù binh đầu tiên đã bước lên xe ca để về trại giam mới ở nhộn. Cuộc sơ tán lụt lội được tiến hành trong lặng lẽ, trật tự và kéo dài hàng chục ngày. Nơi họ đến là một doanh trại quân đội mới được sửa lại, chỉ cách trại hy vọng cũ 15 km các tù binh gọi nơi đây bằng một cái tên dân mỹ trại niềm tin chính nơi đây họ đã nghe rõ tiếng động cơ cánh quạt của trực thăng tiếng súng nổ và nhìn thấy ánh sáng rực trời từ trại hy vọng trong đêm xảy ra vụ tập kích sơn tây một số chuyên gia quân sự mỹ khẳng định rằng tình báo việt đã biết trước có cuộc tập kích này họ chỉ không rõ chính xác nó diễn ra ra sao và thời gian nào mà thôi bởi thế nên đơn vị biệt kích của đại tá Simon đã có thể vào và thoát ra được. Tiểu tướng Nguyễn Đôn Tự, nguyên trưởng ban nghiên cứu của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị Paris kể lại: Trong thời gian công tác tại Paris, tôi thường xuyên được đọc và nghiên cứu các tài liệu mật mà các bạn Mỹ tiến bộ chuyển nhượng cho đoàn ta. Trong đó có các tập biên bản của Quốc hội Mỹ, chúng dày tới hàng nghìn trang được in chữ nhỏ, khó đọc, nhưng có rất nhiều trang nói về chiến tranh ở Việt Nam, giúp cho đoàn ta có thêm chứng cứ để đấu tranh trên bàn hội nghị. Vào giữa tháng 4 năm 1970, trong một tập tài liệu do Mỹ chuyển đến Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự, phát hiện tin tức nói về việc xây dựng lại mô hình trại tù binh ở miền Bắc. Nội dung đại ý, Ủy ban đã chất vấn chính quyền là hành động như thế có thể dẫn đến việc một nước xã hội chủ nghĩa có cơ đưa quân vào miền Bắc Việt Nam không? Đại diện chính quyền đã trả lời rằng không có khả năng đó. Ông cho biết, tôi đã biết Sơn Tây có một trại giam phi công Mỹ và mô hình rất có thể là trại giam đó. Quân đội Mỹ đã từng tổ chức giải cứu thành công một số phi công ngay sau khi họ bắn rơi ở chiến trường Việt Nam. Lần này, sự tham lam quá mức đã khiến Lầu Năm Góc có hành động quân sự phiêu lưu đến như vậy. Và kế hoạch này đã được đưa ra Quốc hội Mỹ bàn bạc, khiến cho nhiều trang văn bản bị kiểm duyệt, nhiều đoạn bị gạch bỏ. Nếu đúng như vậy thì cần phải báo gấp thông tin này về nhà càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, thủ trưởng đoàn thông báo có người về thẳng Hà Nội, ông liền viết một báo cáo chi tiết đã thu lượm được, trong đó có đoạn: Qua một số tư liệu trong biên bản quốc hội Mỹ cho thấy có kế hoạch tập kích trại giam Sơn Tây để giải cứu tù binh, cần có phương án đề phòng. Ông Gia Huy là một tình báo bí mật của Bộ Công an cho biết, khoảng giữa năm 1968, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp cử tôi đi công tác ở một số nước Tây Âu. Trong lần tham dự hội thảo Chiến tranh và Hòa bình ở Paris, tôi làm quen được với một số nhân tố tích cực trong đó có hai sinh viên Mỹ đang theo học qua sự. Để có tiền ăn học, tôi giới thiệu họ cho một quán ăn Việt Kiều. Sau khi nghỉ hè, không biết bằng nguồn nào, họ đã trao tận tay tôi tập tài liệu khá hoàn chỉnh. Giáo trình, giáo án, danh sách và ảnh nhận dạng một số viên tình báo của chính quyền Sài Gòn đang được huấn luyện tại Mỹ. Vào cuối năm 1969, ông quen được R, cựu nhân viên DIA vừa hết thời gian phục vụ ở Việt Nam. Do được chứng kiến tận mắt nhiều tội ác của quân đội Mỹ với dân thường Việt Nam, nên không muốn làm việc gì đó có ích cho nhân dân. Trung tuần tháng 10 năm 70, trong cuộc họp báo của người phát ngôn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Paris, thay vì cái bắt tay như thông lệ, R còn chia hai ngón tay về phía trước, ở giữa kẹp một mảnh giấy nhỏ gấp tư, có ghi bộ quốc phòng mỹ đang chuẩn bị một cuộc tập kích vào phía tây bắc hà nội để giải thoát cho tù binh phi công mỹ qua một linh mục người việt nam ở bỉ dia đã tuyển chọn một số sĩ quan biệt kích người tây âu có kinh nghiệm tham gia kế hoạch này ông vắt óc suy nghĩ thời gian vừa qua quân và dân miền bắc nước ta đã liên tiếp bắn rơi nhiều máy bay mỹ bắt sống nhiều giặc lái tất nhiên là có trại giam nhưng quả thật không biết những trại giam này đóng ở đâu sáng hôm sau ông đến bruxelles bị để tìm gặp một cựu sĩ quan du kích chống phát xít đức trong chiến tranh thế giới thứ hai rất có cảm tình với việt nam ông này đã nhiệt tình cho biết lính biệt kích nhảy dù ở vùng đó không nhiều nhưng cũng có những tay khá nổi tiếng trong hàng ngũ nhà binh sau nhiều xác minh ông gia huy đã quyết định chuyển nhanh tin về nhà có thể địch sẽ cho quân nhảy dù tập kích để giải thoát cho tù binh mỹ ở vùng tây bắc hà nội xin báo cáo để tham khảo sau này khi về nước để báo cáo kết quả công tác ông gia huy đã được bộ trưởng trần quốc hoàn biểu dương bộ trưởng cho biết nguồn tin rất khớp với từng nghi vấn do một số nguồn tin khác cung cấp nội dung có thể sẽ tập kích vào trại giam sơn tây mà ta chưa có điều kiện xác minh lại sau khi cân nhắc cấp trên đã quyết định bí mật sơ tán ngay số tù binh phi công mỹ ở sơn tây đến một trại giam dự bị chỉ để lại một đơn vị thường trực trông coi doanh trại sẵn sàng chiến đấu khi có địch việc thường trực chiến đấu lúc đầu đơn vị được giao nhiệm vụ đã thực hiện rất nghiêm túc nhưng vì không biết đích xác thời gian vụ tập kích xảy ra nên sau vài tuần trực chiến không thấy gì lực lượng phục kích của ta đã giao lại doanh trại cho bộ phận khác trông coi nên khi quân biệt kích mỹ vào trại đã xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên mặc dù đã lường trước hậu quả có thể xảy ra nhưng cả tổng thống nixon và cố vấn kissinger đều bị phe đối lập quốc hội và dư luận mỹ chỉ trích nặng nề để đối phó vớt vát phần nào danh dự và chấn an dư luận. Lầu Năm Góc quyết định ra trò họp báo, dùng beng, tuyên dương công trạng và thậm chí còn gắn huân chương cho các toán biệt kích của tướng Mano và đại sứ Simon vừa liều lĩnh xâm nhập miền Bắc Việt Nam trở về. Trong vụ tập kích tại Sơn Tây của lính Mỹ, 13 người đã nằm xuống do không có điều kiện thân nhân ở xa chỉ được chôn cất theo nghi lễ thời chiến duy nhất có đám tang của vợ và con gái nguyên phó ty công an hạ tây lê việt tiến đã hơn nhiều năm trôi qua nhưng bà trần thị liên ở sát cổng chính của trại tù binh vẫn không thể nào quên được cái đêm kinh hoàng vốn là người hay nói lại có trí nhớ tốt bà liên vanh vách kể những điều mắt thấy tai nghe cứ như chuyện mới hôm qua vậy đêm ấy đã là ngày 23 tháng 10 âm lịch. Trời sáng trăng xuông, lạnh. Đắp chăn bông mà vẫn thấy rét, nên khó ngủ. Quãng nửa đêm, bà choang tỉnh dậy vì nghe chiếc máy bay cánh quạt ẩm ẩm ngay trên nóc nhà mình. Bà ngó qua cửa sổ nhỏ, thấy nhiều ánh sáng lóa mắt. Rồi tiếng súng nổ in tai. Từ chỗ bà nằm đến cổng gác chính của trại giam, chỉ khoảng hai chục bước chân, nên nhìn rất rõ. Bà kể, tôi thấy có người đội mũ sắt, cao to lửng lững, nói xì xà xì xồ, chạy đi chạy lại. Chồng tôi, ông Cấn Hiệu Ân, thì tháo bên tai. Không phải bộ đội mình tập trận đâu, hình như có biệt kích Mỹ đổ bộ vào đây. Bà dẫn các con đi ẩn náu đi. Hoảng quá, bà vội chui vào tủ quần áo ngồi. Rồi chui xuống gầm giường, không dám thở mạnh, sáng hôm sau bà liên lặng người khi nghe tiếng bà tịnh hàng xóm của mình kêu rời báo tin bên kia là gia đình bà an bị giặc đập cửa xông vào bắn cả nhà đó chính là vợ của các con tôi lê việt tiến trả lời hồi đó tôi đang là phó trưởng ti công an hà tây đêm ấy khi đang ngủ tại cơ quan thị xã hà đông tôi nhận được tin báo vội vã về nhà ngay và đến sân tây thì trời còn chưa sáng. Các đồng chí công an của thị xã cho biết, gia đình tôi có bốn người, hai người đã mất. Công an của thị xã cho biết, họ khuyên tôi đừng trở về nhà vì sợ tôi đau đớn mà không đủ bình tĩnh để xử lý công việc. Thế nhưng ông Lê Việt Tiến đã yêu cầu kiên quyết phải trực tiếp để giải quyết công việc nhà. Cho đến giờ, nhiều đồng sự, bạn bè cùng thời vẫn hiểu ông đã lấy đâu ra sức mạnh ý kiến để ý nó có sự bình tĩnh và nghị lực phi thường đến vậy một mặt ông thu xếp đưa hai đứa con bị trọng thương đi viện khám cấp cứu mặt khác ông trọng tiếp tục lo tổ chức đám tang cho vợ và đứa con gái hôm ấy người ta rất ít khi tập trung đông người vì cảnh giác với máy bay mỹ nhưng với đám tang của vợ phi công Lê Văn Việt, người Sơn Tây, đây đã tập trung hàng nghìn người. Họ đã lặng lẽ xếp hàng dài và đi bộ tới mấy cây số theo đường chở thi hài bà Bích An và em Thu Hương. Cảm kích trước tấm lòng của nhân dân thị xã, nhưng ông cũng dành để bà con rồng rắn đưa vợ con đi tới nơi an nghỉ cuối cùng. Ông đã kiên trì, thuyết phục mọi người nhanh chóng giải tán quay về đề phòng máy bay địch quay trở lại bắn phá gây thêm tội ác vào thời điểm xảy ra vụ tập kích sơn tây hai người con trai lớn của ông lê việt tiến là lê thành và lê văn hùng đang học tập tại liên xô do hoàn cảnh chiến tranh hồi đó việc liên lạc giữa họ và gia đình hết sức khó khăn mỗi lá thư đi và hồi âm trở lại thường phải mất mấy tháng trời sợ các con đau buồn ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập. Ông Tiến đã cấm người nhà không được thông báo cho Thành và Hùng biết. Tình cờ họ biết được toàn bộ sự thật đau lòng qua báo chí và bạn bè. Nén đau thương, họ đã tiếp tục học tập, tiếp thu thật nhiều kiến thức để sau này trở về phục vụ đất nước. Và bây giờ, sau hơn 40 năm, cả hai người đều đã thành đạt. Một người nguyên là phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân Bộ Công an. Người kia làm giám đốc công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ba liên doanh với nước ngoài tại Việt Nam. Trở lại với câu chuyện hai người con của ông Lê Việt Tiến bị trọng thương năm 1970. Ngày đó, chị Lê Thị Thu Nga, 15 tuổi, học lớp 9, còn anh Lê Việt Tuấn mới lên 9, đang học lớp 3. Chị Nga bị đạn của quân biệt kích Mỹ mất mảng xương thái dương bên trái. Anh Tuấn cũng bị vỡ xương trên tay trái và bị hỏng một mắt. Cả hai người đều bị tổn thương sọ não rất nặng. Chị Thu Nga nhớ lại, đêm đó là đêm thứ bảy, vừa là ngày nghỉ cuối tuần, vừa trùng với ngày nhà giáo Việt Nam. Như bao nơi khác, lúc học trò chúng tôi đều được nghỉ học để chúc mừng ngày lễ của các thầy cô giáo. Tôi còn nhớ, em Thu Hương theo bạn đến thăm cô giáo nên về nhà muộn. Đêm ấy chúng tôi ngủ một lúc thì nghe có tiếng máy bay ầm ầm lên trời, tiếng súng nổ loạn xạ, điện phụt tắt, nhưng nhìn ra ngoài bỗng thấy trời sáng rực như đang có nắng. Sau này tôi mới biết quân biệt kích Mỹ nó thả pháo sáng. Do thường xuyên được nhà trường nhắc nhở nên chúng tôi đoán sắp có chuyện gì đó rất nguy hiểm xảy ra. Mẹ tôi dục cả nhà chui xuống gầm giường để tránh mảnh đạn. Một lúc sau đột nhiên cánh nhà cửa của tôi bị giật tung, có mấy người đàn ông cao to hung ngổ xông vào, rồi ánh đèn pin loang loáng trong tiếng súng nổ choáng tai. Tôi nhắm mắt lại vì sợ hãi. Một lát sau khi tiếng súng ngớt, tôi nghe rõ tiếng mẹ rên khè khẽ trong đầu đớn. Các con ơi, mẹ bị thương rồi, có lẽ mẹ chết. Tôi càng hoảng hơn khi thấy em Tuấn gục đầu vào người tôi mà lạ đi tay tôi sờ vào chỗ nào cũng thấy máu tôi đã dùng hết sức mình để cõng em tuấn ra đầu nhà nghỉ một lúc tôi cõng em đi tiếp xuống phía cổng trại giam tới gần nhà bà liên thì gặp các chú bộ đội không biết mình bị thương máu chảy đầy mặt tôi chỉ kịp nói các chú ơi hãy đến cứu mẹ cháu và em cháu còn đang ở nhà thì ngất xỉu luôn ông lê việt tiến kể tiếp Đầu tiên tôi đưa hai con mình đến quân y viện 105 ở Sơn Lộc, cách nhà khoảng một cây số, sơ cứu băng bó, nhập viện cho các con xong. Tôi quay về Sơn Tây để tổ chức tang lễ cho vợ và con gái ngay trong ngày 21 tháng 11. Đây là đám tang duy nhất của các nạn nhân đã bị quân biệt kích sát hại trong vụ tập kích Sơn Tây. 11 người còn lại do không có điều kiện, thân nhân lại ở xa nên đành cho nhập quan rồi đem chôn cất luôn theo nghi lễ đơn giản thời chiến và ngày 23 tháng 10 âm lịch trở thành ngày rỗ chung của cả làng. Anh Lê Việt Tuấn cho biết, hồi ấy tuy còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chị em tôi đã được cứu tại bệnh viện ra sao. Chúng tôi bị cạo hết đầu, chọc lốc trước khi lên bàn mộ. Sau đó nhiều ngày nằm bất động với bông băng đầy người. Tiếp được liên tục. Vậy mà sau 2 tháng điều trị, chúng tôi đã được Bệnh viện Việt Đức cho về ăn Tết. Sau đó tôi còn phải vào quân y viện 103, điều trị tiếp một tháng mới tạm ổn. Sau 40 năm, đầu tôi vẫn bị đau nhức, mắt tối sầm mỗi khi trái gió sở trời. Chị Thu Nga của tôi cũng vậy, nếu lật tóc mái của chị lên sẽ thấy một vết lõm sâu và to như cái miệng chén. Đó là chỗ mảnh xương sọ bị mất, rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không may sơ ý bị một vật cứng đụng vào. Cụ Lê Việt Tiến hiện đang sống hạnh phúc cùng các con cháu trong một ngôi nhà nhỏ trong ngõ 50 phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trước khi về nghỉ hưu, người cán bộ công an Lão Thành đã là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Dù tuổi đã cao, nhưng cụ Việt Tiến còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ cho biết, vào ngày 23 tháng 10 âm lịch, thường có rất nhiều bà con Sơn Tây lặng lẽ đến thắp hương trên bàn thờ gia đình. Và cụ tương tự hào giới thiệu với khách, cháu Thu Nga của tôi giờ đang là giáo viên trường tiểu học Ngọc Hà. Chồng của cháu là công an, công tác ở quận Ba Đình. Cháu Việt Tuấn thì làm công nhân ở công ty điện tử Giảng Võ, lấy vợ công tác ở Tổng Công ty Dầu Khí Việt Nam. Hai điều khá đặc biệt, tuy cụ Việt Tiến không giới thiệu, nhưng hàng xóm ai cũng biết thứ nhất vào các ngày nghỉ chủ nhật hai người con trai lớn thường đạp xe đi bộ hoặc về thăm nhà rồi ngoan ngoãn ngồi hầu chuyện lắng nghe những lời cụ dân dạy thứ hai là sau khi người vợ yêu quý không may bị quân biệt kích sát hại mặc dù là một người đàn ông nổi tiếng to khỏe đẹp trai có địa vị trong xã hội nhưng mấy chục năm qua cụ tiến vẫn kiên quyết ở vậy không hề nghĩ tới chuyện đi bước nữa để dành tâm trí phục vụ sự nghiệp và nuôi dạy các con cháu. Thưa toàn thể các bạn, vụ tập kích Sơn Tây về phía Mỹ đã tuyên bố rủm beng. Vụ tập kích vào Sơn Tây đã thành công, tuy không cứu được phi công nào và tổn thất là không đáng kể với một trực thăng bị tai nạn và hai phi cơ bị bắn hạ. Trong chiến dịch có 102 này vào sâu lãnh thổ của đối phương thiện chiến như Bắc Việt, giới quân sự nước ngoài thì cho rằng đây là một thất bại đối với chiến dịch quy mô lớn và được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy còn phía việt nam sau khi cảnh giác làm thất bại âm mưu cứu phi công của mỹ cũng đã nhanh chóng củng cố mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống an ninh mặt đất để sẵn sàng đối phó tốt hơn với mọi tình huống tương tự tuy nhiên là sau vụ này lầu năm góc không bao giờ còn dám cho một nhóm biệt kích nào dám đổ bộ vào miền Bắc nữa và cái gọi là thành công đã không thể phát huy được trong suốt thời gian còn lại của cuộc chiến tranh Việt Nam. Các bạn vừa nghe xong toàn cảnh vụ tập kích Sơn Tây. Có thể nói đây là thất bại thảm hại trước mạng lưới tình báo của Việt Nam ta. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.